làm việc tại một địa điểm đào bới di tích. Hai nhà khảo cổ trẻ tuổi là Derek và Margot, cùng người bạn du mục của họ là Mogi, thình lình bị lọt xuống và lún sâu vào một vùng cát xoáy. Và khi bụi mù đã lắng xuống, họ sững sờ thấy mình đang ở trong một căn hầm vĩ đại đầy những pho tượng khổng lồ và những di tích của một nền văn minh xa lạ. Và kìa, ở cuối hang động họ thấy một cái cổng phía trên có khắc một dòng chữ kỳ bí. Bất cứ ai bước qua cổng này sẽ trở về với quá khứ. Hanna Barbera giới thiệu những truyện trích từ Kinh Thánh. Jonah. Chỗ này là đầu nguồn sông Giô-đanh. Chúng ta hãy ngồi xuống ngắm cảnh và nghỉ ngơi một chút. Sông này chảy qua xứ Israel rồi vào biển chết. Các bạn, nếu chúng ta đi qua xứ Israel, tớ ước gì chúng ta đi thuyền thay vì đi bộ. Ê, sáng kiến hay đấy. Có mấy người đánh cá kìa. Để tớ hỏi xem nếu họ xuôi dòng Giô-đanh thì mình xin quá giang. Làm ơn tránh xa biển chết ra. Các bác ơi, các bác có xuôi dòng Giô-đanh không cho chúng cháu quá giang với? Không, không, chúng tôi không có đi. Nhưng nếu các bạn muốn thì có chiếc thuyền cũ đó, cứ lấy mà đi nha. Thật quý quá. Cảm ơn bác, rất cảm ơn. Nào các bạn, chúng ta có thuyền rồi. Thật tuyệt, nào lên đường. Cậu được cho cái xuồng này hả? Ờ, thì cậu vừa bảo là thích đi thuyền con gì. Đúng vậy, Mogi, phải biết ơn lòng tốt của các bác ấy. Tớ xin lỗi. Margot, cậu ở lại coi thuyền trong khi bọn tớ vào làng kiếm thức ăn nha. Mogi đi hướng đó, tớ theo hướng này, sau một giờ trở về nha. Được rồi. Tớ chỉ kiếm được bánh và trái cây. Có còn hơn không? Biết đâu một kỳ may mắn hơn. Cậu ta là một tay cừ khôi mà. Ê ê ê, nhẹ tay thôi. Tôi còn giữ cái tay lại. Cậu nhóc này đi với các bạn phải không? Dạ, bạn ấy đi chung với tụi cháu. Chuyện gì vậy bác? Cậu ấy đã làm gì? Vào quán của tôi, ăn 5 phần cá, uống 3 ly cối sữa dê mà không trả tiền. Cậu ta nói phải xuống tàu đi ngay, không có thời gian làm việc để đền tiền ăn. Còn nói là thuyền trưởng sẽ trả cho tôi. Tàu chở hàng, cậu là thuyền trưởng hả? Dạ, đúng đó bác. Thế thuyền đâu? Ồ, thế hàng hóa đâu? Được rồi, để tên nhóc này chùi dọn cái quán của tôi một thời gian. Hoặc vô tù. Mogi, đôi khi cậu như ông Jonah vậy. Jonah hả? Dạ phải, Jonah thứ thiệt. Vậy thì được rồi. Cậu này là bà con với một nhân vật quan trọng. Đi, tôi sẽ đòi tiền nơi ông ta. Thế là mình không đi thuyền nữa. Đi gặp người mà ông chủ quán nói là bà con của Mogi đã. Tớ là Mogi, sao cậu Derek nói tớ là Jonah? Đó là thành ngữ của người xưa nói về người đi tàu gặp chuyện rủi ro. À, tớ hiểu rồi. Thank you.
Samson, chuyện gì vậy? À, chào anh Mika. Ngọn gió nào đưa anh đến đây? Bạn của anh đó hả? Họ là khách đi đường. Nhưng tên nhóc này mắc nợ tôi tiền 5 đĩa cá. Nếu không ai trả tiền ăn, tôi sẽ cho cậu ta vào tù. Nhưng cậu ấy là bà con của ông. Chắc ông tiên tri không muốn hắn vào tù chứ. Cậu tên gì? Dạ, cháu là Moki và đây là Marcus và Derek. Bạn cậu ấy gọi là Jonah thứ thiệt. Cậu ấy nợ tôi 100.000 đồng. 100.000? Ôi chào, chắc cậu vừa ăn đại tiệc. Đây Mika, cảm ơn đã đưa người bà con của tôi đến đây. Anh bạn, ai mà thuyết phục được ông Mika cho không món gì thì người đó đáng được thưởng lắm. Trời sắp tối rồi, mời tất cả ở lại nhà tôi một đêm. Bà giúp việc sẽ chuẩn bị thức ăn và thực phẩm chuyến đi ngày mai của các bạn. Xin cảm ơn ông. Ông tốt quá, cháu có một đêm bồi bổ sức khỏe. Nghe đến bữa ăn tối là thèm rồi. Ừ, tôi chẳng thấy đói gì cả. Bà Mathea, có khách đây, chuẩn bị bữa ăn tối và chỗ ngủ cho các bạn ấy. Thưa vâng. Nệm êm giường ấm. Ê, ngủ gì dữ vậy? Sáng rồi. Này, dậy đi Moki, thêm một ngày thêm phiêu lưu. Ông chủ mong các bạn ngủ ngon. Tôi đã chuẩn bị bữa ăn sáng rồi. Đây là thức ăn cho chuyến đi. Cho chúng tôi gửi lời cảm ơn ông chủ. Ông ấy vẫn ngủ à? Không, không. Ông ấy dậy từ khi còn mờ sáng. Ông ấy ở ngoài vườn và đang viết sách. Ông ấy viết về những kinh nghiệm sau này được đưa vào kinh thánh đấy. Derek, sao bọn mình chậm hiểu quá? Cậu biết chủ nhà là ai không? Hả? Ông ấy là tiên tri Jonah đó. Ý bạn nói là ông tiên tri Jonah trong kinh thánh ghi đó hả? Đúng. Vì vậy khi bạn gọi Moki là Jonah thứ thiệt, thì ông chủ quán nghĩ Moki là bà con của ông Jonah. Tớ là Moki chứ không phải là Jonah. Quyển sách ông ta viết được chọn đưa vào kinh thánh. Bạn biết sách Jonah đó? Ông ấy viết sách à? Nổi tiếng lắm phải không? Rất nổi tiếng. Ê, biết đâu chừng chúng tôi là bà con thiệt. Không nên cho ông ấy biết tụi mình biết chuyện của ông ấy, để chính ông ấy kể chuyện cho tụi mình nghe thích hơn. Phải đó, hãy hỏi ông ấy đi. Chào các cháu, sắp lên đường đó hả? Dạ, chúng cháu cảm ơn lòng tốt của ông, cho tụi cháu ngủ lại còn cho ăn. Bà quản gia nói rằng ông đang viết về những kinh nghiệm lớn lao của ông. Chúng cháu muốn nghe ông kể trước khi ra đi, ông kể cho chúng cháu được không? Chà, chuyện của ông thì chẳng có gì đáng hãnh diện. Nhưng ông học được nhiều điều lắm. Ngồi xuống đi, ông sẽ kể cho. Nhiều năm trước, khi còn là một thanh niên, khi ông đang ngủ thì Đức Chúa Trời phán: Hỡi Jonah, Jonah, dậy đi Jonah, đi qua thành phố lớn Ninive, giảng cho dân trong thành, tội ác chúng nó đã thấu đến tận trời cao. Hãy bảo chúng nó lìa bỏ tội lỗi. Trong khi Chúa phán, ông thấy vô số tội ác của thành phố đó. Ông không muốn đi qua Ninive. Dân Ninive thờ hình tượng. Họ không thờ Đức Chúa Trời chân thật. Họ là kẻ thù của dân Israel. Họ sẽ không thèm nghe ta.
ta không đi Ninive mà đi ra vùng biển, xuống một con tàu và đi về hướng ngược lại. Biết đâu khi đi xa khỏi Đức Chúa Trời, Ngài sẽ không nhắc ta chuyện đi giảng cho dân Ninive gian ác nữa. Tôi muốn gặp thuyền trưởng. Tôi đây. Cho tôi một vé đi Tarisi. Này, may cho anh đấy. Chỉ độ một tiếng đồng hồ nữa, chắc hàng xong là tàu nhổ neo. Anh lên đi. Trông anh ta giống như đang chạy trốn ai đó. Có lẽ trốn vợ. Các cháu thấy không? Ông đang trốn khỏi Đức Chúa Trời. Ông cứ tưởng chui xuống hầm tàu, ngủ cho thật say là tránh xa được Đức Chúa Trời. Bơm lại. Mạnh tay vào, phải ra khỏi vùng bão này. Thần biển đã nổi giận với chúng ta. Mau ném hàng hóa xuống biển cho thần. Mới hy vọng bão tan. Dậy đi, kêu cầu thần của anh đi, để Ngài cứu chúng ta thoát chết. Ai đã phạm tội với thần nên mới có cảnh này? Ta hãy bắt thăm để xem ai là người đó. Anh là ai? Anh thuộc dân tộc nào? Anh thờ thần nào? Anh đã làm gì vậy? Tôi là Jonah, người Hebrew. Tôi thờ Đức Chúa Trời là đấng dựng nên biển và đất. Tôi không vâng lời Đức Chúa Trời và đang trốn khỏi Ngài. Chúng ta phải làm gì để bảo tang? Vì tôi phạm tội nên Đức Chúa Trời nổi bão tố lên. Cứ ném tôi xuống biển thì biển lặng sóng êm ngay. Không, ai lại làm như thế? Chèo mạnh lên các anh em. Thuyền trưởng, không được đâu. Xin Đức Chúa Trời không hình phạt chúng tôi vì cớ tội của người này. Hỡi thần linh, xin cứu chúng tôi khỏi cơn bão tố này. Sóng gió liền lặng yên, còn ông chìm xuống biển sâu và vướng vào rong biển. Tưởng đâu chết chìm, nhưng Chúa đã sắm sẵn một con cá khổng lồ bơi đến và nuốt ông vào bụng. Ông có ngạt thở không? À, suýt thôi, Moki chỉ ngọt nước một chút. Trong bụng cá có không khí nên ông Jonah có thể thở được.
Phải đó, Derek, ông thở bình thường, nhưng đây không phải là cá mập. Chúa đã dựng nên một con cá lớn để cứu ông. Không việc gì Chúa không làm được. Ngài dựng nên mọi vật. Làm sao ông ra khỏi bụng cá? Sắp kể đến chỗ đó rồi đấy, Moki. Ông đã ở trong bụng cá 3 ngày và 3 đêm. Ông cầu nguyện với Chúa, xin Ngài tha thứ cho ông và hứa nguyện khi được cứu khỏi bụng cá, ông sẽ làm theo lệnh của Ngài. Lạy Chúa là Đức Chúa Trời của con, xin thương xót con, cứu con thoát khỏi nơi sâu thẳm này. Con sẽ làm theo mọi điều Chúa dạy bảo. Jonah, con hãy dậy, đi qua thành phố lớn Ninive, rao giảng về sự ăn năn mà ta đã truyền cho con. Lập tức ông lên đường đi thẳng qua Ninive. Ông trả giá bao nhiêu cho tên nô lệ? 50.000. Có phải 100.000 không? Đồng ý. Không, không. Dân Ninive nghe đây. Đức Chúa Trời sai tôi đến báo cho quý vị biết, Ninive sẽ bị phá hủy vì cớ tội ác của quý vị. Phá hủy à? Ông đi qua các phố phường, rao báo cho dân chúng biết Đức Chúa Trời nổi giận vì họ đã phạm tội chống nghịch Ngài. Họ phải ăn năn hoặc bị hủy diệt vì Chúa không chịu để ai coi thường Ngài. Ông ta là tiên tri của Đức Chúa Trời sai đến cảnh cáo chúng ta đó. Nhưng làm sao hủy diệt được tường thành Ninive dài cả 100 km và cao hơn 30 mét và dày đến nỗi 3 chiếc xe ngựa chạy hàng ngang cũng được. Nhưng ông ta bảo rằng Đức Chúa Trời có thể hủy diệt Ninive trong 1 ngày 1 giờ. Chúng ta nên báo cho vua về lời tiên tri của ông này. Vào ý kiến vua, nói ngắn thôi, vua bận lo nhiều chuyện lắm đó. Chuyện gì thế? Môn tàu bệ hạ, chúng thần báo tin về một người kia đi khắp trong thành phố kêu gọi mọi người ăn năn tội. Ông ấy nói rằng chúng ta đã phạm tội với Đức Chúa Trời, cho nên thành phố của chúng ta sẽ bị hủy diệt trong 40 ngày tới. Im ngay đi. Ông ta là ai? Tâu bệ hạ, ông ta tên là Jonah. Ông ta là một tiên tri người Hebrew. Vua Jeroboam của Israel tin vào lời của ông này. Chúng ta cũng phải tin. Kẻo Đức Chúa Trời hủy diệt chúng ta vì tội lỗi chúng ta. Ta ra lệnh toàn dân Ninive mặc bao gai, rắc tro lên đầu, nhịn ăn một thời gian. Tất cả không được ăn uống và từ bỏ mọi điều gian ác xấu xa.
ông rời thành phố và chờ xem thành bị lửa và diêm sinh đốt cháy. Ghê quá, chắc cảnh tượng khủng khiếp lắm. Không đâu Moki, thành không bị hủy diệt. Ông giận Đức Chúa Trời quá chừng. Ông đã tiên báo là Nineve sẽ bị hủy diệt. Họ là kẻ thù của dân Israel, thế mà Đức Chúa Trời lại tha thứ cho họ. Trong khi ngồi chờ ngoài thành, ông vừa tức tối, vừa bị nắng chói chang, vừa bị gió sa mạc thổi vào. May sao có một dây dưa hoang mọc lên thật nhanh, phủ bóng mát cho ông. Ông rất vui vì món quà Đức Chúa Trời của Chúa, và ông nghĩ chắc Chúa thấy ông tức giận nên Ngài xin lỗi. Nhưng tối hôm đó, con sâu ăn cây dưa. Một lần nữa, ánh sáng gay gắt và gió sa mạc lại phả vào người ông. Ông lại nổi giận và ước gì chết đi cho rồi. Lúc đó, Đức Chúa Trời nói chuyện với ông. Jonah, con giận về dây leo có đúng không? Con giận đến chết cũng đáng. Con thương tiếc một dây leo mà con không phải nhọc công vun trồng. Một đêm mọc lên, một đêm đã chết. Còn ta không nên thương xót thành phố lớn Ninive sao? Trong thành có đến 120.000 trẻ con chưa biết phân biệt tay mặt và tay trái, và rất nhiều gia súc. Ông học được một bài học quan trọng. Đó là Đức Chúa Trời yêu thương con cái Ngài. Người mà chúng ta xem là kẻ thù chưa chắc là kẻ thù đối với Ngài, và khi con cái Ngài ăn năn thì Ngài ban phước cho. Các cháu, đó là câu chuyện của ông. Chắc đến giờ các cháu phải lên đường. Dạ phải, chúng cháu phải đi đây. Câu chuyện thật lạ lùng ông ạ. Đúng vậy, và bài học rất quý. Cảm ơn ông về mọi thứ. Chúng cháu đi đây. Tạm biệt ông, tớ không ngại khi được gọi là Jonah. Ê, chờ một chút. Con chó của ông Jonah ăn hết đồ ăn rồi. Ồ, Samson, về nhà đi. Đúng là Samson thứ thiệt, vậy là chúng ta phải lo kiếm thức ăn dọc đường rồi. Này, tớ biết chỗ chúng ta có thể ăn cá miễn phí. Moki! Thật không đó Derek, thật không? Trở lại đây đồ quậy. Gãy với gọng nè. Ôi, cái bọn con trai.